Chào các bạn. Giờ này khoảng 4 giờ 30 phút buổi chiều của một ngày đầu tháng 4. Mình với gia đình nhỏ đang đi thả diều tại cánh đồng diều Trào Vinh. Nào, mời các bạn cùng mình đi một chuyến trở về tuổi thơ nhé. Hằng năm cứ vào độ mùa này, dù công việc bận rộn bao nhiêu, học hành mệt nhọc đến mấy, tất cả mọi người dù lớn hay nhỏ cũng phải tranh thủ ra chơi tại cánh đồng diều vào buổi chiều. Khung giờ đông đúc nhất là lúc khoảng từ 16 giờ rưỡi đến 18 giờ. Nếu sớm quá thì vẫn còn nắng, mà trễ quá thì trời tối mịt và gió cũng không còn mạnh, không thể thả diều được. Mình đang loay hoay tìm chỗ trống để tấp vào đây mọi người, mà nãy giờ vẫn chưa tìm được chỗ, đông quá trời đông. Ở Trà Vinh, khu công nghiệp Long Đức là địa điểm thả diều nổi tiếng từ trước đến nay. Tuy là một khu công nghiệp, nhưng diện tích đất dành cho nông nghiệp còn rộng hơn cả các nhà máy. Từ trung tâm thành phố, các bạn chạy khoảng đâu đó 10-15 phút là đã đến nơi. Cách nhận biết địa điểm thả diều là khi gần đến nơi, các bạn sẽ thấy dọc hai bên đường người ta bán diều rất là nhiều. Thật ra thì ở xứ Trà Vinh này, cánh đồng lúa bạc ngàn, ra đâu chúng ta cũng có thể tha hồ thả diều. Thế nhưng, thả diều mình ơn thì cũng thích, với lại, người ta thích chen chúc nhau kiểu như thế này, nó mới vui. Wow, diều Doraemon luôn. Đã từ rất lâu rồi, mình không còn thấy cánh diều giấy xuất hiện. Thay vào đó là những con diều với đầy đủ sắc màu bay lượn giữa bầu trời lộng gió, với đầy đủ hình thù kiểu dáng như cá mập, bướm, phượng hoàng, hay như cánh diều trên tay bé con của mình đây, là diều Doraemon nha cả nhà. Muốn thả con diều lên cao không phải là điều dễ dàng. Đừng tưởng cứ cầm dây giật giật là diều sẽ bay lên. Dù nó có lên cũng không bay được lâu, mà sẽ mau chóng cắm đầu xuống đất. Như hai người phụ nữ của mình đây này, thấy thả diều sao mà bất quá hết sức. Khi thả diều, người thả diều nên đứng đối diện với hướng gió, đưa diều lên cao rồi bắt đầu chạy. Tay thả dây từ từ để diều lên cao. Khi diều ở độ cao nhất định thì tay phải giữ sao cho dây không quá trùng cũng không quá căng. Nói vậy để thấy thả diều là cả một nghệ thuật chứ cho phải chơi đâu nha. Nhìn những cánh diều bay, tự dưng muốn có một vé bay về tuổi thơ quá. Nhớ ngày xưa, khi mình khoảng 9-10 tuổi gì đó, cũng rất ham đi thả diều. Mỗi năm cứ đến mùa này, là mấy cuốn tập lại mỏng dánh vì mất đi mấy trang giữa. Còn nhớ lần đầu tiên mình tự tay làm diều, nhìn không đẹp cho lắm, và khi thả thì cầm dây chạy gần chết mà diều chẳng chịu bay. Chỉ xoay vòng vòng rồi lại rớt xuống. Vậy mà không bỏ cuộc đâu nha. Cứ cắm đầu cắm cổ chạy, rồi làm mấy lần sau có khá hơn một chút xíu, diều cũng lên, rồi lại tụt xuống rồi lại lên. Cuối cùng thì nó cũng chịu bay, mặc dù vẫn chạy thục mạng. Các bạn có biết không, cái cảm giác nhìn thấy con diều giấy của mình bay lên, nó rất là sung sướng. Nó giống như cảm giác tự mình nâng cả bầu trời trên bàn tay của mình vậy. Giờ thấy mấy cặp tình nhân cũng thích thả diều, mấy bé con cũng hăng hái, nhưng không thấy ai lấy giấy tập làm như mình hồi xưa hết, mà toàn đi mua. Dù bây giờ nhiều mẫu má đẹp, thả cũng dễ hơn xưa nhiều. Chỉ cần đứng một chỗ giật giật là nó bay lên rồi. Ngoài những người thả diều, người xem là thành phần đông nhất. Chắc cũng có rất nhiều người giống như mình nè, không biết làm sao để con diều nó bay lên được. Thôi thì tốt nhất là nhìn người khác thả vậy.
Những cánh đồng khô sau mùa gặt là mặt bằng miễn phí cho các quán nước mía, sạp hộp vịt lộn, bánh cán trộn vân vân. Khi chúng ta đến, đứng sớ rớ ở khu vực của họ, thì chủ xe nước mía sẽ tinh ý chạy đến hỏi, tụi em có ăn uống gì không nè? Sau khi khách gọi xong, chủ sẽ đem bàn và ghế ra kê tại cánh đồng khô. Cả đám ngồi xuống bắt đầu ăn uống và thưởng nhiều. Còn tụi mình thì không muốn như vậy, không ngồi bàn, chỉ cần một chỗ trống để vừa ăn uống vừa thưởng nhiều vậy thôi. Và như thế đấy, một buổi chiều yên ả bình dị ở quê mình mùa tá diều là như vậy đó các bạn. Thử một lần đến mà xem tụi mình ung dung tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết đoạn clip này. Mình là Khổng Xê La, hãy kết nối với mình tại website www.khổngxela.com nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.